Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em vừa mới mở rèm ra, em thấy bạn ấy như thế nào? Có đẹp trai như là em mong muốn không? Mà có thể nói một xíu về tính cách của mình như thế nào không? Em là mẫu con gái độc lập với kiểu hơi mê tiền. Không, mà cái này em nghĩ ai chắc ai cũng mê đó. Nói chung là mình là một cô gái thực tế đúng không? Dạ đúng rồi, em là cô gái thực tế. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay đến với chương trình thì em mong muốn biết mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào? Cô phải thực tế như em á, có nghĩa là em không cần anh phải cứ suốt ngày đi chăm nom em như công chúa hay gì hết. Em cần anh đổ tiền vô em thôi. Có nghĩa là em chỉ cần anh rót tiền cho em đi du lịch thôi. Có một câu tuyên ngôn nào để tìm kiếm đại ca ngày hôm nay không nè? Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em vừa mới mở rèm ra, em thấy bạn ấy như thế nào? Có đẹp trai như là em mong muốn không? Cũng ổn, chưa đẹp trai nhiều lắm. Muốn hai level lên nữa. Chắc thần tình yêu muốn cho em độc thân thêm thời gian nữa. Bởi vì bạn này ở Bình Dương nữa, nó xa lắm. Kim kêu bạn là mắc công hành mãn nữa, nên là thôi. Cho nên là em không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có vẻ hơi bị cứng. Tại bởi vì khi mà em nói bạn là bạn nên đi du lịch nhiều hơn để có open mind, để có thế giới rộng mở hơn, thì bạn đó nói là bạn đó không có chuyện, bạn đó chỉ đi làm thôi. Thì cái đời sống vậy nó hơi chán với em. Mình biết chương trình tham qua đâu ạ? Hôm bữa vô tình lướt Face cái gặp, cũng có xem mấy cái clip hoặc là mấy trailer của mình ở trên Face, thấy chương trình nó hay và thiết thực nên em bấm vô đăng ký luôn. Mình mong muốn cái tiêu chuẩn của mình khi mà gửi đến chương trình tìm một người bạn gái như thế nào? Em mong tìm một bạn gái là vui vẻ xíu, biết nấu ăn càng tốt, tại vì em nấu ăn dở lắm. Em nấu của mình em ăn à. Giờ trước đó thì bạn có chuẩn bị gì cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay không? Là sẽ hát tặng một vài câu hát cho bạn nữ và cả trường quay. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Tối qua hầu như là thức tới gần 2 giờ sáng, không biết sao không ngủ được. Tối qua đi về, đi làm về, nói ba mai con chở ba đi Sài Gòn chơi. Cái mẹ nói trời, mẹ nó thương ba nó dữ. Cái đầu tới sáng cái cũng đi mua quà, có đi hớt tóc, xong cái về chở ba đi xuống đây luôn. Hôm nay mình đi đến chương trình thì mình có cảm giác là hồi hộp, lo lắng gì không? Đúng rồi, lần đầu vào đây thì mình cảm giác giống như là nó vừa vui mà vừa lo sao sao á. Vậy thì cái tiêu chí mà anh gửi đến chương trình để chương trình ghép đôi cho anh với một người bạn gái là gì? Thực ra nói tiêu chí thì không có gì to tát lắm, đối với mình chỉ cần một người con gái thấu hiểu, chia sẻ. Nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn trai, không biết là các cô nữ của chúng ta thì sẽ có những cảm xúc như thế nào ha? Mà có thể nói một xíu về tính cách của mình như thế nào không? Em là mẫu con gái độc lập với kiểu hơi mê tiền. Không, mà cái này em nghĩ ai chắc ai cũng mê đó. Nói chung là mình là một cô gái thực tế đúng không? Dạ đúng rồi, em là cô gái thực tế. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay đến với chương trình thì em mong muốn biết mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào? Cô phải thực tế như em á, có nghĩa là em không cần anh phải cứ suốt ngày đi chăm nom em như công chúa hay gì hết. Em cần anh đổ tiền vô em thôi. Có nghĩa là chỉ cần anh rót tiền cho em đi du lịch thôi. Có một câu tuyên ngôn nào để tìm kiếm đại ca ngày hôm nay không nè? Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Một người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào nè? Em cần tìm một người về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em tầm 1m7. Còn về tính cách thì người đó hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người yêu, hay giúp đỡ người khác là được. Em đến chương trình thì nói chung là vui vẻ, nhưng mà cũng có chút hồi hộp, không biết đối phương là người như thế nào, cảm thấy hồi hộp, mong chờ. Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu. Mình là một người sống rất là tình cảm, và không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Bấm. Okay.
Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em vừa mới mở rèm ra, em thấy bạn ấy như thế nào? Có đẹp trai như là em mong muốn không? Cũng ổn, chưa đẹp trai nhiều lắm. Muốn hai level lên nữa. Chắc thần tình yêu muốn cho em độc thân thêm thời gian nữa. Bởi vì bạn này ở Bình Dương nữa, nó xa lắm. Kim kêu bạn là mắc công hành mãn nữa, nên là thôi. Cho nên là em không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có vẻ hơi bị cứng. Tại bởi vì khi mà em nói bạn là bạn nên đi du lịch nhiều hơn để có open mind, để có thế giới rộng mở hơn, thì bạn đó nói là bạn đó không có chuyện, bạn đó chỉ đi làm thôi, thì cái đời sống vậy nó hơi chán với em. Em từng đi giống như là có một cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào anh đi làm? Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi. Hôm nay khi mà mình không được vào không, anh thấy thì trước tiên thấy chương trình mình thì nó quá tốt, nó hợp cho những bạn trẻ. Còn anh thì anh không buồn vì không ai bấm hoặc là mình bấm ai hay không quan trọng. Anh vô đây chủ yếu là anh cảm nhận vào cái cảm giác của mình. Với lại style và là như bạn đó anh thấy nó cũng không có phù hợp với anh lắm. Với lại nhiều khi bạn đó không bấm thì anh cũng nghĩ nhiều khi anh cũng không phù hợp với bạn đó. Cho nên thì như vậy thôi. Anh cũng chúc mừng cho bạn kia. Thì anh theo anh cảm nhận vậy thôi. Trong hai bạn thì thấy bạn đó rất là chân thành, cho nên anh bấm.